là con nói á, là con biểu á, là anh Ngọc á, Dạ. là lên trên chỗ công an phường đó, chỗ công an quận đó, Dạ. chỗ mà nhận đơn mình rồi đó. Dạ. Nói là thôi bây giờ mấy anh á, là bên mình của bên chú Ngọc cũng có luật sư mà đúng không? Dạ. Nếu có luật sư á thì luật sư hiểu về cái luật mà nhận đơn là bao nhiêu ngày trả lời bằng Dạ. văn bản cho dân, có Vâng. hiểu không? Dạ. Luật sư hiểu về bao nhiêu ngày tòa nhận bao nhiêu đơn, Dạ. ví dụ nhận một đơn khởi kiện là bao nhiêu ngày, là phải có giấy triệu tập đồ này kia, có Dạ. hiểu không? Có luật hết á, bao nhiêu ngày phải trả lời bằng văn bản. Cho nên bây giờ nói với Vũ ủy quyền cho chú Ngọc ra công chứng ủy quyền, xong rồi từ cái ủy quyền đó là chú Ngọc đi làm. Vũ nó hiền quá không Dạ. được đâu, cho nên là bây giờ mặt Vũ nó không có mạnh dạn, cho nên bây giờ ủy quyền cho chú Ngọc làm cha nuôi là phải đi. Bây giờ nếu các anh bây giờ đã nhận đơn chúng tôi rồi thì bây giờ cháu nó tình trạng bây giờ hoàn cảnh nó là mồ côi rồi, thì bây giờ mấy anh không giải quyết thì trả lời bằng văn bản cho gia đình tôi Dạ. để tôi còn đi lên cấp cao hơn. Dạ. Hả? Con chỉ biểu là nó trả lời văn bản là nó làm việc liền ngay, còn nó không trả lời lý do nào, anh có một cái khúc mắc gì mà anh không giải quyết cho dân. Anh đã nhận đơn tất nhiên anh phải có trách nhiệm, anh giải quyết cho dân. Dân người ta cần, anh ăn đồng tiền đó là đồng tiền lương của dân nuôi các anh, chứ không có phải là tiền ở đâu ra hết. Từng đồng tiền lít xăng chúng tôi đi cũng đóng thuế, cho nên á là lấy những đồng tiền thuế đó nuôi các anh á. Cho nên vì dân vì nước các anh phải lo, mà để làm một vấn đề cháu này đã đưa đơn hoàn cảnh nó ôm bốn bốn bức ảnh như vậy mà mấy anh không xót à? Hả? Mấy anh lương tâm ở đâu thì mấy anh phải đem cái lòng từ bi đến mà để cứu cháu chứ. Nói còn cái gì nữa mà để mà nói. Bây giờ thấy là nhỏ mới xót lắm, nhưng mà rồi trầm cảm nữa. Thấy mà hoàn cảnh mà chú Ngọc mà ông ngồi khóc thấy tội. Ông cũng có tấm lòng thương người, cũng giống như cô vậy. Cô nói thật, cô thương người lắm, cho nên cô thương người quá mà cô bị lừa đấy. Cho nên từ cái lừa đó cô mới học cái khôn đó con. Cho nên á là bây giờ nói với chú Ngọc phải ra công chứng ủy quyền đi, rồi đi lên nơi công an quận mà nhận đơn rồi đó, thì thôi bây giờ mấy anh đã nhận đơn là bữa nay là được bao nhiêu ngày rồi là có cái nhận đơn của mình mà, thì bây giờ mấy anh không giải quyết được trong tầm tay của mấy anh thì mấy anh phải trả lời văn bản cho gia đình tôi, để tôi cầm cái văn bản này tôi đi lên cấp cao hơn. Chứ nếu không có văn bản là tôi không đi được, tự do tôi đi vượt cấp không được. Cứ nói với chú Ngọc là bảo như vậy, tôi không thể đi vượt cấp được, trừ từ dưới lên trên, thường thường là từ trên xuống dưới chứ, nhưng mà đây từ dưới lên trên đó. Con bảo chú Ngọc là nói như vậy, là tiểu nó trả lời bằng văn bản, cầm cái văn bản đó là đi đâu cũng được hết, cái văn bản đó rồi là đi lên báo chí rồi được, ok luôn, đi đâu cũng được, không ai ngăn cản mình hết. Cái văn bản mà lý do nào anh không trả lời, anh không giải quyết, không vướng mắc cái gì trong cái đơn, tất cả cháu Vũ là pháp hết rồi, biên lai thuế đóng thuế đất là bao nhiêu năm cháu vừa rồi mới đóng 3 triệu rồi, thì bây giờ bảo phải trả lời đi, trả lời dứt điểm, biên lai đây là hợp pháp của cháu rồi, bây giờ cầm á. Nếu như vậy thì bây giờ chủ nhà nó vẫn ở nhỏ nhơ, thì nói Vũ á lên chỗ nhà máy nước và nhà máy điện là nay tôi xin cấp, tôi xin cắt nước và cắt điện vì lý do là người ta chiếm nhà tôi, là giấy tờ mình đưa ra con phát rồi nó xuống nó cắt ngay, nó cắt nhanh lắm, cắt nhanh lắm. Dạ Vụ vâng đó em. trên này cô cũng mới vừa làm một cái mà
Nói chung là với cơ quan chức năng thì cũng mong mọi người hiểu cho là cơ quan chức năng cũng xem xét, mà chắc là ngày 1, ngày 2 thôi là có những cái thông tin mới đến với anh Ngọc mấy em Vũ rồi mà cô ạ. Thì đó sót lắm ấy, tại nhà tại tại cô ngủ sót lắm. Con nghĩ là nếu mà theo cái chiều hướng sau này nữa thì có thể là anh Ngọc và em Vũ còn có thể là lên cấp cao hơn nữa, chẳng hạn như là Đúng rồi, tòa án nhân dân tối cao chẳng hạn. Dạ. đúng rồi, bây giờ con phải nói cho mạnh lên, còn cái con mụ kia bây giờ không cần biết, không cần biết con mụ đó là ai cả. Bây giờ là nói với chú Ngọc á, là bây giờ trước mắt ngưng cái vấn đề mà vụ mẹ, cái vấn đề mà của mẹ Vũ chết, tài sản gác qua bên hả, giải quyết lấy cái nhà xong rồi bắt đầu tiếp tục. Bước hai, cô cũng nghe hết rồi, cô theo dõi hết rồi, ngày nào cô cũng theo dõi, tối nào cô cũng theo dõi, ngày nào mà mất ngủ là cô coi cả 1-2 giờ sáng. Ừ, cho nên là cô biết hết, cho nên là nói cái tình hình mà cái tài sản của mẹ Vũ chết đó, sổ tiết kiệm rồi là không còn đó, vàng vòng không có đó, không còn đó, là cho nên đó là vấn đề đó, là cô nói là chú Ngọc là gạo cơm chưa ăn là gạo nó vẫn còn đó, trước mắt để lấy cái nhà yên ổn đã, xong rồi túc tắc mua bố con đi, không muốn có kênh của tụi con ủng hộ vô nè, cũng chả sợ gì đâu, cái gì mình nói đúng sự thật thôi, mình đừng có làm chống thi hành người công vụ là mình sai, mình đừng làm gì gì mình sai là được không, đúng là mình cứ nói đúng chính trực, là mình nói đàng hoàng, là mình không sợ ai hết cả. Cho nên á, là cô muốn á, là nói với chú Ngọc á, là ngưng cái vấn đề bước hai đi, giải quyết cái nhà cho xong rồi đã, rồi bắt đầu tiếp tục, không muộn đâu, không muộn đâu, khi giải quyết xong rồi bà này bà đã trong cái rõ rồi, rồi bắt đầu mình đi tiếp tục đi. Thực ra thì con cũng chia sẻ, thì đây thì có cô trao đổi luôn, thì con cũng chia sẻ là bản thân anh Ngọc thì anh có và luật sư thì tất cả mọi người con nghĩ là thời điểm hiện tại cũng chỉ tập trung vào cái căn nhà và cái Đúng người trong rồi, tập nhà trung thôi, căn nhà đi. thế Đúng còn rồi, đúng rồi. còn 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 những cái khác thì lúc rảnh rỗi là anh Ngọc tranh thủ À. cái thời gian để đi thôi cô ạ, đấy là nói thật với mọi Đúng người như rồi, vậy. đúng rồi, cô cũng ý cô là như vậy đó. Thế còn về với Ý cơ cô quan chức là như vậy. còn với cơ quan chức năng thì tiện đây có cô thì con cũng chia sẻ là con cũng hiểu là mọi người có những cái bức xúc, nhưng mà ở trong đó thì mọi người cũng phải thông cảm cho cơ quan chức năng ở địa phương, bởi vì còn có những cái mà xác minh cũng phải theo thủ tục thời gian nữa, mấy hai nữa là Cô, bây giờ cô nói con nghe nè, cô biết là xác minh đồ rõ ràng, nhưng mà vừa rồi cái một người đồng chí công an nào mà trả lời như Vũ á, Vũ Thế về là khi mà em ấy về nhà thì em ấy nhiều khi là do cái tâm lý ấy, thì em ấy mới nghĩ nhiều cái là nó chưa có được thông ấy, mình nói là đúng tâm rồi, lý đúng chưa rồi, chưa đúng vững thì rồi, chưa được thông ấy. Nhưng mà thực ra đúng thì rồi, các đúng anh rồi. đôi khi các anh cơ quan chức năng thì họ cũng làm việc cũng rất là tâm lý, cũng bình thường vui vẻ thôi, nhưng mà nhiều khi là cái bản thân của em Vũ thì mình cũng thôi cũng thông cảm cho em ấy, bởi vì cái cú sốc nó quá lớn, mất cha mất mẹ, bây giờ lại mất cả nhà Đúng nữa rồi, đấy. Cho nên là thương con quá. thật sự là con rất mong là các cô là cũng hiểu và thông cảm cho cơ quan chức năng. Thực ra là ở đây nói thẳng với cô là các anh ở cơ quan chức năng cũng có cái khó là cái bên kia nó chưa có chịu hợp tác, hoặc là nó hứa hẹn cái gì đó về giấy tờ để nó nộp nó ấy, nhưng mà nó chưa có làm. Còn đến Nhưng thời mà điểm cô hiện tại nói con nghe, có vấn đề với công an rồi, con mụ Vân này có vấn đề với công an rồi, cô nhắn cho con đó, cô thấy hình thức là có vấn đề, con bảo là vậy nè, nói với Ngọc, nói với chú Ngọc á, chú Ngọc chắc là năm nay bao nhiêu ta, Dạ, bác Ngọc năm nay thì cũng ngoài 60 rồi sao ạ? 60 chắc cần cỡ tuổi cô à, ngoài cho cô cũng ngoài 60. Bây giờ là nói với chú Ngọc là như thế này nè, là bảo lên nếu mà không giải quyết bao nhiêu ngày trình tự điện cho luật sư luôn, tiểu chú Ngọc điện luật sư là cái luật đó, dở cái luật ra là làm nộp đơn là bao nhiêu ngày giải quyết cho dân á, trên tòa cũng dạy cho con, cô đi tòa cũng dạy chứ,
cô điện cho luật sư của cô chứ, cô hỏi là bữa nay bao nhiêu ngày nó đã đủ cái mức tiêu chuẩn, nó vượt mức là mình có thể mình làm đơn mình đưa con à. Bọn này là phải làm như vậy chứ còn không có để nhẫn nhơ được. Bao nhiêu ngày mà không giải quyết, không trả lời bằng văn bản cho dân là cô đưa tiếp đơn lần một, cô chuyển phát nhanh lần hai. Cho nên cô cũng hiểu luật mà, cho nên là nói với chú Ngọc là phải lên báo công an. Bây giờ tôi nộp đơn đã lâu rồi, ngày nào đó chú Ngọc nhớ mà. Bây giờ là bao nhiêu ngày các anh giải quyết, nếu các anh không giải quyết, không đúng tầm tay mấy anh giải quyết thì mấy anh trả lời văn bản cho tôi, cầm cái văn bản này tôi đi lên cấp cao hơn, có cái văn bản tôi mới đi làm việc được. Nếu mấy anh không có trả lời văn bản thì tôi không có đi được cấp cao, là vì lý do là từ dưới lên trên mà, tôi vượt cấp là không được, nói cho mấy mấy ông biết vậy đó. Nói với chú Ngọc phải trả lời văn bản, xong rồi còn cầm văn bản cũng đi đâu giải quyết cũng được. Vậy có văn bản, không có văn bản là không làm được. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu không có văn bản là nó cho mình là đi vượt cấp, có hiểu không? Cho nên là mình phải có văn bản mình mới đi được. Thì nó trả lời rồi chú Ngọc cầm đi. Đã có luật sư mình rồi thì mình nói luôn. Nói chung thì thực ra thì cũng vẫn biết là tất cả mọi người rất là bức xúc về cái câu chuyện, nhưng mà thật ra thì em cũng phải chia sẻ với tất cả mọi người như thế này này, mình phải thông cảm cho cơ quan chức năng như lúc nãy em nói đó. Thì thực ra thì ở đây là cơ quan chức năng cũng có những cái khó, và cũng còn thực ra là mọi người phải hiểu rằng trong cái quá trình này là cơ quan chức năng đang điều tra, chúng ta không nên công kích vào cơ quan chức năng. Đây là cái điều mà em phải nói thật với cô chú anh chị và các bạn như vậy. Em đồng ý là cái quan điểm của mọi người, và em sẵn sàng chia sẻ cái ý kiến của mọi người lên đây, mình không có ngại, không có né tránh. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là mình muốn để cho mọi người thấy rằng những cái bức xúc đó thì cần giải quyết như thế nào, và chia sẻ ra làm sao để cho nó hợp lý nha các bác, các anh, các chị. Đấy, thế cho nên là rất mong là mọi người yêu thương em Vũ, thì mọi người cũng hiểu cho em Vũ, hiểu cho anh Ngọc, động viên cho em Vũ, động viên cho anh Ngọc nhé, cô chú anh chị và mọi người. Em xin được kết thúc cái video ở đây, và đối với em thì em vẫn nói với cô chú anh chị và bạn, trước hết là chúng ta cứ thượng tôn pháp luật, cái sau nữa là cô chú anh chị và bạn hãy tin đi, tất cả mọi điều, tất cả mọi thứ sẽ được cơ quan chức năng giải quyết một cách thấu tình đạt lý, bởi vì chúng ta mới 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 đưa lên cơ quan chức năng có một thời gian ngắn thôi. Rất mong là sẽ nhận được cái sự yêu thương, ủng hộ, chia sẻ của mọi người, thông cảm cho tất cả, từ cơ quan chức năng cho đến tất cả các anh em, cũng như là người trong cuộc nha mọi người. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn.